Nếu anh em muốn mua Robert một cách dễ dàng, nhanh chóng, uy tín, chất lượng thì hãy truy cập ngay robertviet.com để có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ điện thoại. Thanh toán dễ dàng, nhận ngay Robert nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình, và mình là Trendly Gamer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với video Game by Red Emperor. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ đi mua Haki nha anh em. Tại vì với một cái cấp độ hiện tại là 111 thì mình vẫn chưa có Haki anh em à. Mình đã farm từ tối giờ rồi, hiện tại cũng khá là mệt thấy không. Nhưng mà mình thấy là ba số 1 đẹp quá anh em, nên là quyết định quay video luôn. Và hiện tại là mấy giờ anh em? Hiện tại giờ là 5:33 sáng nha anh em, chứ không phải là chiều hay không. Thì mình farm từ tối đến giờ thì sở hữu được nhiêu đây cấp với anh em, với lại được rất là nhiều tiền ở đây hay không. 2.299.674 Billy. Một cái con số mà mình có thể mua luôn trái quỷ Gura, được mệnh danh là trái quỷ mạnh nhất cái tựa game này hay không. Mệnh danh thôi, chứ mình vẫn chưa biết là nó ra chiêu thức như thế nào mà anh em. Mình chỉ thấy là cái giá tiền nó khá là cao, nên là mình kêu nó là trái quỷ mạnh nhất game. Chưa chắc là khi mua vào xài đỉnh cao nữa anh em. Nhưng mà thôi đi, bây giờ thì mình chuyển sang mua Haki anh em à. Với cái số tiền hiện tại của mình thì mình sẽ lại dẹp tiệm Rally luôn em. Rồi thì mình sẽ chỉ đường anh em mua Haki luôn. Mình sẽ quay trở về đảo Bitgy nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ xác định cái vị trí đảo Bitgy đâu em. Rồi sau đó là mình lăn lê lết qua bển mình mua. Mà bây giờ mình bay cao cao một tí để mình xác định vị trí anh em à. Đứng dưới thấp thì không nhìn thấy đâu. Bên đây đảo nào ta? Bên đây như là đảo Hửng Quai anh em à. Hửng Quai đúng rồi, Hửng Quai. Level 15 thì anh em sẽ farm ở đảo đó. Còn Bích Ghi à, đây rồi. Chính nó đây. Và trong tựa game này thì mình không biết là anh em có lụm được trái quỷ lần nào chưa. Chứ mình farm từ tối giờ thì không thấy trái quỷ đâu hết. Có lẽ là nó xuất hiện nhưng mà mình không có rảnh thời gian đi tìm anh em à. Lo trố mắt vào màn hình để cắm đầu cắm cổ farm. Ở bên màn hình, ở bên trái đó thì mình sẽ để một cái movie Conan, hay là một cái bộ phim Trung Quốc, hay là một cái lọt anime gì đó, để ngồi coi cho đỡ buồn ngủ anh em à. Chứ anh em nghĩ mà tối mà cắm đầu cắm cổ vào farm thì nó rất là buồn ngủ không. Đó, mình phải mắt mình phải liếc qua liếc lại như vậy đó, thì nó sẽ đỡ buồn ngủ hơn rất là nhiều. Thì anh em cũng biết, một khi mà mình đã chơi cái tựa game nào đó thì mình cắm đầu cắm cổ mình farm cho đỉnh anh em mà. Tại vì nếu mà farm yếu hơn mấy bạn đó thì mấy bạn sẽ đè đầu đè cổ mình, nên là farm mạnh mạnh lên một xíu. Và anh em thấy nè, máu mình tăng rất là cao hay không. Mình thấy mấy bạn cấp 80 mấy 90 mấy mà máu rất là ít, có thể là 1000. Mấy bạn tập trung vào đam kiếm, rồi đam melee, rồi đam trái quỷ. Nhưng mà riêng mình thì mình chia rải đều ra hết anh em. Rồi bây giờ để mình xác định vị trí của Rayleigh cái đã anh em. Mình sẽ đứng ở trên cái đá này để nhìn ha. À, thấy rồi. Khỏi cần đứng trên cục đá để nhìn nữa chi anh em à. Thấy à, phát hiện rồi em. Đây, Rayleigh đây nha anh em. Mình phát hiện ra được Rayleigh rồi. Đây, ông ta đây. Bây giờ mình sẽ xuống mình dẹp tiệm ông luôn em. Để xem coi là mua hết tất cả đồ của Rayleigh ở đây là bao nhiêu tiền. Anh em comment nói là có Soru. À, có Soru thiệt nè. Có Gepo và có Haki hem. Thì nó khá là giống cái tựa game Lockroot anh em à. Kể cả Rayleigh Lockroot bán đồ như thế nào thì ở bên đây thì bán y vậy luôn anh em. Gepo có, Soru có và Haki có. Nếu mà anh em nào mà chơi cái tựa game Lockroot đủ lâu và sở hữu những món này rồi thì anh em biết là Rayleigh ở bên Lockroot thì nó cũng y chang vậy thôi. Cũng bán những món đồ như thế này ha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ mua Haki nè anh em. Dưới số tiền là bao nhiêu? Bấm luôn đi, chờ đợi gì nữa. 25.000 Billy anh em à. Rồi ok ha, mua tiếp này. Bao nhiêu đây? 10.000 Billy anh em à, cái Gepo ha. Rồi ok, không biết là có qua mắt nhìn sai gì hay không. Rồi kế đến là Soru ha. Soru thì 80.000 Billy anh em à, với phím tắt là R. Trời, y chang Lockroot luôn, có khác gì đâu anh em. Rồi ok, còn gì nữa không? Còn gì mình làm luôn nào. Ở đây K là Haki quan sát luôn em. Rayleigh bên đây bán Haki vũ trang, Haki quan sát, nói chung là đầy đủ tất tật hết anh em à. Rồi thì mình đã mua hết tất cả rồi em.
và đã trội trơn tiền mình luôn. Trội trơn cái con số lẻ bên kia anh em à. Ờ nó vẫn còn lẻ ra 59.000 mili kìa. Rồi, bây giờ có ghép bô rồi anh em à, nhảy ngon rồi. Soro à. Haki vũ trang. Đấy. Rồi Haki quan sát. Để được hai lần nha anh em. Haki vũ trang để mình xem nào. Nó có cấp bậc, có tầng, có thành gì không? Chắc chắc mình nghĩ là cũng có đó anh em à. Tại vì cái tựa game này đã rất là giống Lost Root, nên là mình nghĩ là luyện luyện lên thế nào cũng Haki toàn thân hem. Đâu cầm thử kiếm coi. Ồ. Được 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 được. Vẫn đen kiếm luôn nha anh em. Mình tưởng đâu đồ fake, tại vì có những cái tựa game đó anh em. Anh em mua mua Haki mà anh em bật nó đen cái tay à. Anh em cầm đồ vô nó không có đen hay không? Còn đây mình cầm song kiếm vô đen thui lùi nè anh em. Mình xài này vô để tăng một tí stamina anh em. Đó, bây giờ Haki đầy đủ, Haki quan sát coi né làm sao anh em. Ồ mà quên. Mình đang ăn trái Lugia, mình sử dụng Haki quan sát là né bằng đường nào anh em? Né bằng niềm tin. Vậy mà Haki lên, chém nó. Trời, thôi thôi thôi. Mình mà chém kiếm mình chém đến ngày này năm sau luôn đó anh em. Khổ lắm. Nó ý. Ý nó liễn gì lên level nè anh em. Ủa. Đang liễn gì lên level vậy? Ý từ 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 từ. Coi lại anh em à. Đừng nói với mình Haki nha. Nè lên level 7 rồi nè. Wow. Ngon ngon ngon. Ủa mà anh nằm đâu ta? Vậy là anh em bật Haki, anh em luyện lên level anh em à. Đâu, để mình tắt Haki thử ha. Ủa đâu có đâu. Đâu bật lại coi. Haki này nó tính theo level anh em à. Mình thấy nó tính theo level rõ ràng luôn á. Ủa đâu có đâu. Thôi, ôi làm. Làm giật cả mình. Ủa mà mình thấy lúc nãy nó cộng level các kiểu con đà điểu mà anh em. Nhìn đâu có sai đâu. Đâu. Nè. Level 8 nè anh em. Đó. Nó có cộng anh em à. Nó có cộng á. Tại mình không có thấy em. Không biết là level bao nhiêu thì mình sẽ được dàn chân. Level bao nhiêu mình sẽ được cái mình. Level bao nhiêu mình sẽ được cái đầu em. Cái này thì cần phải xem xét lại anh em à. Đâu. Để mình thử bật Haki quan sát. Không mà cái này né nó mới tính anh em à. Mình phải né. Để mình đi đảo khác chơi em. Bây giờ ở bên Bitgy á thì không cần làm gì bên đây nữa hết anh em à. Tại vì Rayleigh thì mình cũng đã mua mua trất trội trơn hết rồi. Nên là bây giờ là reset về đảo đảo khỉ. Đảo khỉ hay Alon ta? À rồi 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 về luôn Alon luôn rồi anh em à. Thì Alon cấp mấy farm được thì mình cho anh em biết luôn ha. Cho anh em dễ dàng để có thể lết qua đây farm. Rồi đây 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 đây. Cho anh em xem nè. Đầu tiên á là cấp 60, anh em sẽ nhận nhiệm vụ của cái con bắn đít heo. Rồi kế đến là cấp 75 và cấp 85 anh em sẽ farm Alon. Và nếu mà anh em nào mà không biết á thì anh em sẽ chạy xung quanh cái hòn đảo giống như mình. Giống như mình đã từng chạy xung quanh hòn đảo để mình kiếm từng con lính để mình farm. Mà sau một cái thời gian mà chạy đó thì mình nhận ra là chả có một tên lính nào nó nằm ở ngoài hết anh em à. Mình tưởng đâu là do là admin chưa up tới, chỉ để nhiệm vụ vậy thôi. Nhưng mà anh em đã có cái suy nghĩ đó như mình là anh em đã lầm. Anh em chạy đến cái cửa này ha. Anh em lao vô. Anh em thấy cửa đóng kệ đó. Lao vô em. Thì ở trong đây thì anh em sẽ đè đầu để farm ở đây. Đây em, ở đây nó sẽ có 4 con. Trên đây á nó cũng sẽ có 4 con em. Thì ở tầng 1, tầng 2 á thì anh em sẽ farm cái nhiệm vụ là level 60. Nhưng mà khi lên ở cái tầng 3 trên đây á thì anh em sẽ farm cái nhiệm vụ là level 70 em. Nhưng mà ở đây nó có một con đứng rồi anh em à. Anh em phải lên trên đây nè. Nó mới có 3 con đứng ha. Ủa chết 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 rồi, chết rồi. Lên đây là Alon anh em à, quên. Có 4 tầng à, không phải 7 tầng nha anh em. Ở đây là ở cái khu vực này nè, khu vực này mình đang đứng nè. Là anh em sẽ farm cái con level 70 ha, đây. Là cái nhiệm vụ 75 anh em mới có thể nhận được ha. Là anh em farm con đó. Rồi cấp 85 anh em sẽ lên trên tầng 4 anh em farm Alon. Rồi ở phía dưới đây là có một con 70 nha anh em.
Còn những cái con khác là nó sẽ là 60 ha. Là anh em nhận cái nhiệm vụ 60, anh em sẽ farm ở đây nè. Đó. Rồi farm dưới đây. Còn mà anh em farm nhiệm vụ 75 thì anh em chạy lên tầng 3 anh em farm. Còn farm nhiệm vụ 85 con Alon thì anh em chạy lên tầng 4 ha. Mình thấy cao cao vậy thôi, có 4 tầng, ủa 4 tầng thiệt mà anh em, 1, 2, 3, 4 đủ mà. Đâu phải 7 tầng đâu anh em. Đâu phải giống phim có 7 tầng, 4 tầng à. Rồi mình sẽ đi qua Alabasta ha. Qua Alabasta farm. Farm thử Haki bệnh ngon lắm anh em à. Có hòn đảo này mình chưa đi nè. Chắc đảo đó phải level 100 mấy để mình đi nghiên cứu đảo luôn anh em. Hiện tại thì mình mua được Haki vũ trang, Haki quan sát, cái Suru. Mừng quá. Nói chung là mua đủ bộ tứ luôn rồi. Bốn cái món mà thiết yếu nhất khi mà anh em chơi game One Piece em. Đầu tiên là Haki, hai loại Haki, quan sát và vũ trang, kế đến Soru để cần thiết để anh em nhảy lướt được các kiểu. Nói chung là mình sẽ dịch chuyển nhanh đến một cái vị trí chỉ định ở một cái phạm vi ngắn em. Rồi kế đến là Gepo, Gepo để anh em nhảy cao, nhảy lên mấy cái ngọn núi đâu đó. Đó. Nói chung là những cái đó là vô cùng ngon lành để anh em có thể phiêu lưu trong thế giới One Piece. Của những cái tựa game liên quan One Piece chắc chắn là phải kiếm bốn chiêu đó rồi anh em mà thuộc. Mình thấy có một bạn sử dụng hình như là trái quỷ Mera anh em à. Chắc là level của bạn đó cũng rất là cao luôn à. Không phải cứ chỉ riêng mình cao đây đâu, mà bạn đó chạy là nhận nhiệm vụ là level cũng phải tầm 120, 130. Có thể là bạn đó vừa trăm mười đó, anh em thấy quýnh ghê chưa? Đó level nhiêu à? Level 120 anh em thấy khủng chưa? Nhưng mà máu á thì thua xa mình. Nói chung mình level 120 máu khủng lắm anh em à. Ê, trong đây có chỗ nào vô được không? Ở bên Lockroot á thì có chỗ bán nón của Bắc Diều Hâu đúng không anh em? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kiếm chỗ vô thử coi, chắc không có đâu ha. Mấy đảo này chưa qua. Y, đảo này đảo nào đây ta? Mình chưa lết qua bển bao giờ luôn đó anh em. Bây giờ qua thử mấy hòn đảo này luôn em. Rồi sẵn bật Haki quan sát rồi né các kiểu. Và cái Haki quan sát đó anh em, hoặc là trác quỷ hệ Lucia thì nó phải lớn cấp hơn mấy thằng lính thì mới né được ha. Chẳng hạn như thằng lính đó cấp 110 thì anh em phải cấp 111 hoặc 112 thì con nhân vật của các anh em mới né được. Chứ mấy là chém anh em cùi đầu cùi cổ quá nha. Bên đây là chỗ nào đây ta? Tổng bộ hả? Hay là trụ sở của tụi CP9? À, nhà tù, nhà tù. Impel Down anh em, Impel Down, Impel Down. Chắc luôn. Tại vì bên Lockroot cũng có cái nhà tù cũng tương tương tự tự vậy nè anh em. Nó có cái vòng tròn như thế này nè ha. Nhưng mà có điều là không có cái tòa lâu đài lớn vậy thôi. Mình chỉ chạy vô đây mình farm thôi, để mình qua đây coi. Chắc có go bên đây á. Qua xem thử go luôn. Đây, mình có thể xếp ba ở đây ha, nhiệm vụ mình nhận nè. Bao nhiêu đây? 130, 150 và 170 anh em à. Trời ơi, đúng y chang ba thằng đó luôn anh em. Đón phá, trời ô là trời y chang luôn. Chui vô. Nhưng mà anh em farm đây anh em phải chui vô đây ha. Vô mình quýnh ba đó lượt luôn cho anh em rồi. Trời. Trời, cái này đúng chất nhà tù luôn anh em. Không, mình thấy tựa game làm cái đảo Alon ngon đó anh em. Tại vì mình phải leo leo lên tầng mới đánh được. Còn đây nhà tù này anh em thấy đúng chất luôn không? Nó vào anh em thấy đẹp đẽ không? Nè, đây nè, chỗ nhốt tù nhân nè anh em. Cái đó mà mở ra nhốt với bạn trọng nữa được vui lắm nha. Rồi qua đây mình thử đánh mấy này ha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng Haki quan sát mình né. Đó. Ủa chà, đó, lên level 2 nè anh em. Ồ, vậy là anh em sử dụng Haki vũ trang với Haki quan sát. Nếu mà anh em đánh á, Haki vũ trang thì anh em đánh nó sẽ lên level ha. Thì đến một cái level nhất định thì anh em sẽ được chân hay là đầu hay là mình gì đó, nói chung là tùy theo. Vừa vô thì anh em được có cùm tay à, được được cùm tay à anh em à. Chưa chưa hết nguyên hai cánh tay ha. Rồi mình sẽ đánh thằng này luôn cho anh em coi nè. Không phải là mình đánh không lại đâu, lại. Nhưng mà nó hơi lâu một xíu thôi, nó hơi mất thời gian. Bật Haki lên chơi nó. Ủa mình đang bật Haki mà. Chém nó.
18.9 đam. Bật Haki lên nhiêu đây? 19.6. à, Haki cũng lên đam nha anh em. Không phải giận chơi đâu. Có Haki kết hợp với quỷ Moku nữa, đỉnh luôn. Nhưng mà mình nghĩ là anh em nào muốn farm Haki toàn thân đó thì chắc chắn là phải phải sử dụng kiếm để farm anh em à, hoặc sử dụng combat để farm rồi, chứ anh em farm bằng trái quỷ là không lên toàn thân được đâu heo. Tại vì cái game này nó đã giống Lockroot rồi anh em à. Nên là những gì Lockroot anh em làm lúc trước á, chẳng hạn như anh em lấy Haki toàn thân ở bên Lockroot thì chắc chắn là cũng vậy rồi. Anh em lấy Haki quan sát né 8 lần hay chục lần gì bên Lockroot thì bên đây nó cũng tương tự vậy ha. Rồi mình sẽ đánh nó. Có Suru sao không sai? Ồ có mà. Thật thằng này tuổi. Nè đánh đi. Trời ơi, yếu quá bé ơi. Chắc vụ hai thằng lại đây quýnh quýnh lượt quá anh em à, chứ quýnh một thằng mệt mỏi quá. Cấp 130 quýnh xí đú dữ vậy, mạnh mạnh lên tí anh bạn. Đây nè, rủ luôn này là đột. Cậu cầm cái kiếm đẹp vậy. Ơi. Quýnh chết nó lạng quảng ra cái kiếm đó đó anh em à, nó ra cái kiếm đó đó. Mình thấy cái kiếm đó mình ghiền rồi. Còn đánh chết cái thằng mà tù tội đó anh em, chắc mình được cái áo này quá. Thôi, cái áo tròn của nó đó. Cái áo tròn bịt mỏ bịt mặt đó anh em. Ra không? Ôi ôi, lên nè anh em. Ôi, cũng lên nha anh em nè. Haki mình lên level nè, anh em thấy rõ ràng level 13 rồi ha. Không biết là bao nhiêu là mình được toàn thân nữa. Thì anh em cứ farm đi, bao nhiêu được toàn thân thì anh em hãy comment cho mình cũng như là các bạn biết ha. Đâu để mình tắt Haki mình mở lại coi. Có gì thay đổi không? Không cũng vậy anh em, cũng vậy à. Mới level 13 chưa nói lên được điều gì thôi. Không đánh này nữa, đánh này mệt quá. Rồi, kế đến là Don Flamingo ha, để mình coi thử nó xài chiêu gì. Trời cút. Đồ kéo tơ ghê vậy ta. Chưa ra trái quỷ Ito mà Don Flamingo này kéo tơ đỉnh heo. Đỉnh. Đồ kéo qua anh em à. Chấp á. Chấp đánh 5 phát á. Yếu dữ vậy. Mạnh lên tí nữa được không? Anh em thấy cái lợi khi nâng máu chưa? Nên là anh em thử giống mình nâng tầm 100 điểm khiêng thôi thì anh em sẽ thấy mình nâng đến 165 đó anh em thấy rất là đều luôn. Ở đây nâng có 3 điểm mà. Rồi. Mình nghĩ video ngày hôm nay chắc đến đây được anh em à. Qua thăm nhà tù farm Don Flamingo coi như đủ à. Bây giờ chuẩn bị up video rồi tập trung farm lên cấp nữa anh em. Lên vài ba cấp nữa. Rồi hiện tại thì mình đã mua được Suru. Đầu tiên là Suru ha. Với giá là như là 80.000 Bailey thì phải anh em. Rồi kế đến là Haki ha. Đây là Haki vũ trang. Và Haki quan sát thì anh em né được 2 lần để số 2 đây ha. Thì trong lúc anh em né đó thì nó sẽ lên level. Thì đến một cái level nào đó thì anh em sẽ né được 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Nói chung là tùy theo cái level anh em lên càng cao thì sẽ né được càng nhiều ha. Rồi Haki vũ trang thì anh em lên level càng cao thì nếu mà đến một cái level mà nó giới hạn luôn á thì anh em sẽ được toàn thân ha, nó sẽ đen thủi đen thui giống như Lockroot. Rồi kế đến là Gibbo. Đó. Mình chắc chắn là sẽ nhảy được 10 lần nha anh em. Đây. Đó, 10 lần chắc chắn rồi. Và mình nghĩ là chắc là không cần nâng mili đâu anh em à. Còn nếu mà anh em muốn xài led gì của Sanji á, hay là karate người cá thì mình biết là có karate người cá hay không, nhưng mà mình biết led của Sanji là bán ở đảo Alon nè. Đó. Nếu anh em nào có nhu cầu mà mua led của Sanji á, đây. Thì anh em cứ qua bên đảo Alon để mua em. Còn Sanji bên Lockroot á thì nó trốn ở bên đảo Bích Ghi anh em à. Nó chơi có một cái nhà nhỏ, bắt đầu có chui vô vậy trốn đó mình đâu có để ý đâu. Còn Sanji ở đây thì nó lộ nguyên hình ở bên Alon ha. Nếu mà anh em có mua led thì cứ qua bển mua. Với giá là 150.000 Bailey thì lúc nãy anh em cũng đã thấy rồi đó.
Còn video ngày hôm nay thì mình nghĩ là tạm kết thúc tại đây. Thì mình cũng cảm ơn anh em và các bạn đã bỏ không ít thời gian ra để theo dõi hết video của mình trong ngày hôm nay ha. Và hẹn gặp anh em và các bạn trong video lần sau và kế tiếp của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.